Tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung xuất hiện trước cổng nhà, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi Bộ Công an bắt khẩn cấp và tạm giam Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Vụ Nhật Cường bắt tạm giam Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ án Nhật Cường. Mở rộng điều tra vụ án tại công ty Nhật Cường, ngày 28 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Hai nghi can cùng bị bắt giam để điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Trước khi được điều động làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tứ đã nhiều năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software và các đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Ông chủ Nhật Cường đã trốn khỏi Việt Nam. Liên quan đến vụ án Nhật Cường, đến nay đã có hơn 10 bị can bị khởi tố và tạm giam. Gần đây nhất, ngày 28 tháng 11 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Ba người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy bị xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố về ba tội: buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và bị truy nã quốc tế, truy nã đỏ. Hơn một tháng trước, vụ án này đã được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cho vào danh sách các đại án cần theo dõi chỉ đạo. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan, thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho nhà nước. Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội tiếp tay cho Nhật Cường thế nào? Ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Phạm Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Chiều cùng ngày, Bộ Công an đã khám xét nhà riêng ông Tứ tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông. Ông Tứ không có mặt tại cuộc khám xét. Nhật Cường được trải thảm. Việc khởi tố hai bị can này là diễn biến mới nhất quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội
và các đơn vị có liên quan. Mới đây nhất, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Sai phạm của ông Tứ được xác định xảy ra tại thời điểm ông này làm giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư từ năm 2016. Ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ đồng. Nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ, ông Tứ giao cho trưởng phòng đăng ký kinh doanh số 1 và tránh văn phòng sự chịu trách nhiệm triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, trước thời điểm mở thầu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng gói thầu. Sau đó, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho sở được tiếp tục triển khai đấu thầu. Việc mở thầu lại chưa được thực hiện thì công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cương, Nhật Cương Software đã đề nghị với sự được thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tháng 11 năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu với sự tham gia của công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cương và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Liên danh này đã ghi giá dự thầu là 42.890 triệu đồng, thấp hơn giá chào thầu 42.910 triệu và trúng thầu. Nhà thầu Nhật Cường Đông Kinh đã đồng ý giảm giá hơn 1 triệu đồng so với giá chào thầu cho chủ đầu tư là Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Tháng 12 năm 2016, liên danh công ty Nhật Cường Đông Kinh đã ký hợp đồng kinh tế, thực hiện gói thầu số hóa hồ sơ, tài liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016. Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch Đầu tư đã nhiều lần gia hạn. Liên danh Nhật Cường Đông Kinh được ưu ái kéo dài thời gian, thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng. Nhật Cường Software được thành lập và hoạt động chính thức từ năm 2016, đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội, như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp. Giống như Nhật Cường, thời gian gần đây, công ty Đông Kinh cũng trúng hàng loạt gói thầu số hóa dịch vụ công của các bộ ngành. Trong vụ án Nhật Cường, ông Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh của công ty Đông Kinh, đã bị khởi tố bắt giam. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp gì cho cơ quan điều tra? Quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin. Tài liệu phục vụ điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thông tin, quá trình điều tra được biết, công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software đã xây dựng đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một tuyến của Hà Nội. Trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội, kết quả điều tra đến nay xác định công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu trên các nguồn tiền bất hợp pháp. Ngày 4 tháng 12, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản trả lời công văn của cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, trên cơ sở kết quả triển khai đặt yêu cầu đặt hàng của thành phố, phiên bản phần mềm năm 2016 được Sở Thông tin Truyền thông ký kết hợp đồng số 68. Trong đó, nội dung đã thực hiện cùng cộng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm ngành giáo dục, tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, sổ liên lạc điện tử có kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dân cư của Công an Hà Nội. Cuối tháng 11, khi Bộ Công an khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, trả lời báo chí về những phần mềm về giáo dục và y tế do Nhật Cường Software trúng thầu xây dựng đang được sử dụng trên địa bàn có hiệu quả như thế nào và còn hoạt động hay không, ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, các phần mềm này vẫn đang được sử dụng. Vì hiệu quả, ông Bình nói sẽ xem lại những báo cáo đánh giá về những phần mềm này. Vụ Nhật Cường đã có bao nhiêu cán bộ Hà Nội bị bắt vì liên quan? Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án Nhật Cường, trong hơn 10 bị can bị khởi tố và tạm giam, đã có 4 cán bộ công chức lãnh đạo của Hà Nội bị bắt tạm giam. Ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc
với ông Nguyễn Văn Từ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Hai nghi can cùng bị bắt giam để điều tra tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Việc ra quyết định tố tụng với các bị can nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Trước khi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hà Nội, mùng 1 tháng 7 năm 2017, ông Nguyễn Văn Từ nắm giữ vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Nguyễn Văn Từ sinh ngày 2 tháng 9 năm 1965 tại Mỹ Đức, Hà Nội, là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác, từ cơ sở đến thành phố, ông từng có 13 năm làm công tác văn phòng. Trong đó nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây cũ, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội sau sáp nhập, cơ quan tham mưu tổng hợp cho thành phố về các lĩnh vực kinh tế xã hội. Liên quan đến vụ án Nhật Cường, vào ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Hà Nội, Sở Kế hoạch Đầu tư về tội phạm vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tài khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong hơn 10 bị can khởi tố, đã có 4 cán bộ công chức lãnh đạo của Hà Nội bị bắt tạm giam. Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án trả lời báo chí bên hành lang tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14, khóa 15, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết vụ án đang được cơ quan công an thực hiện, do đó phải hợp tác với cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án. Ông cũng khẳng định những dịch vụ của thành phố, trong đó có các dịch vụ do công ty Nhật Cường cung cấp, đang sử dụng bình thường. Thực tế, các phần mềm cung cấp dịch vụ công cấp độ 3-4, phần mềm đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh qua mạng đang hoạt động ổn định. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết thành phố có lực lượng quản trị để bảo đảm sự vận hành thông suốt, ổn định của các phần mềm, dịch vụ, còn việc kết luận điều tra vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sự tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, Nhật Cường Software và các đơn vị có liên quan sẽ được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ theo đúng quy trình của pháp luật. Trong khi đó, cũng tại đây trả lời các câu hỏi của báo chí liên quan đến một số cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ án Nhật Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói ngắn gọn, chờ cơ quan điều tra kết luận